Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghi vấn Đặng Thành Tâm, đệ tử của cựu chủ tịch nước Tư Sang về đầu quân cho cựu thủ tướng Ba Dũng Một tuần trước chuyến công cán đến Hoa Kỳ để dự kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York cuối tháng 9 năm 2024 Truyền thông trong nước đã đưa tin tập đoàn Trump Organization sẽ đầu tư một dự án sân golf và khách sạn tại tỉnh Hưng Yên quê nhà của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, trong chuyến công du Mỹ, ông Tô Lâm đã gặp gỡ và hội đàm với Tổng thống Joe Biden bên lề hội nghị, nhưng hoàn toàn không có thông tin ông Lâm tiếp xúc với cựu Tổng thống Donald Trump. Dù rằng được biết ông Donald Trump vẫn đang có mặt tại New York trong thời điểm đó. Mới nhất, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin The Trump Organization, tập đoàn kinh doanh của gia đình cựu tổng thống Donald Trump sẽ đầu tư tổ hợp khách sạn Sơn Góp, khu dân cư khoảng 1,5 tỷ USD tại tỉnh Hưng Yên. Hình ảnh đại diện Trump Organization và ông Đặng Thành Tâm và ông Donald Trump tại Mỹ. Theo thông cáo của cả hai bên, lễ ký kết hợp tác giữa Trump Organization do ông Eric Trump, đại diện và tập đoàn Hưng Yên, Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc KBC do ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch KBC đại diện đã diễn ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2024 tại New York, Mỹ dưới sự chứng kiến của cựu tổng thống Donald Trump. Tập đoàn Phát triển bất động sản Kinh Bắc City ngày 8 tháng 10 ra thông cáo cho biết công ty của họ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trump Organization. Về dự án nói trên, tại tỉnh Hưng Yên, quê hương của Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Thông tin kể trên có liên quan gì đến ông Tô Lâm hay không, dù rằng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy dự án của tập đoàn Trump Organization do ông Eric Trump, người con trai thứ ba của cựu Tổng thống Donald Trump làm đại diện, có sự góp mặt của gia đình ông Tô Lâm. Thông cáo của KBC cho biết, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Hữu Nghĩa, người tháp tùng ông Lâm trong chuyến đi tới Mỹ đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ. Và trước đó vào giữa tháng 9 năm 2024, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết đại diện của Trump Organization đã đến Hưng Yên để thảo luận về các cơ hội đầu tư. Những điều này càng khiến dư luận đặt câu hỏi. Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cựu Thủ tướng Bà Dũng. Đáng chú ý, đây là dự án của tập đoàn Hưng Yên, tức Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC của ông Đặng Thành Tâm, một nhân vật nổi tiếng. Ông Đặng Thành Tâm là em trai của bà Đặng Thị Hoàng Yến, được cho là chủ nhân của trang web Quang Làm Báo, đã từng lừng danh một thời trong cuộc tranh hùng Ba Tư Đại Chiến giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013. Đây là cuộc đấu giữa hai địch thủ không đội trời chung, giữa ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước và ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ. Hai chị em Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm đều là cựu đại biểu quốc hội khóa 13, đồng thời là đệ tử ruột của ông Tư Sang. Nhưng sau đó bà Yến đến tháng 5 năm 2012 đã bị truất quyền đại biểu quốc hội do không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử cụ thể bà Yến do đã không kê khai ngày vào đảng, không khai trong hồ sơ về người chồng là Jimmy Trần đang có lệnh truy nã. Còn đại biểu quốc hội ông Đặng Thành Tâm phải giả ốm sang nhật để chữa bệnh, tránh sự truy đuổi của ông bà Dũng. Hình ảnh cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Đặng Thị Hoàng Yến sau đó đã nhập quốc tịch Mỹ và đổi tên thành Maya Douglas. Đến năm 2022, bà Đặng Thị Hoàng Yến là nguyên đơn của ba vụ kiện chống lại chính phủ việt nam ở tòa trọng tài quốc tế đó là vụ kiện liên quan đến dự án đầu tư của tập đoàn tân tạo itaco và nhà máy nhiệt điện kiên lương vụ kiện chống lại quyết định buộc tập đoàn tân tạo phải khai phá sản ở tòa án việt nam sự biến mất bí ẩn của cựu chủ tịch nước ông trương tấn sang vài tháng nay cùng với sự việc kể trên về ông đặng thành tâm Chủ tịch tập đoàn Hưng Yên, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc KBC đã làm người ta đặt nghi vấn, phải chăng tàn quân của Tư Sang, ông Đặng Thành Tâm nay đã về đầu quân cho cựu Thủ tướng Bà Dũng thông qua đàn em là Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Chi 4 tỷ xây mộ cho chính mình vì chết mới là cõi vĩnh hằng. Ngày 9 tháng 10 BBC Tiếng Việt cho hay, đôi vợ chồng già chi 4 tỷ đồng để xây mộ cho chính mình. Vì sao? Theo đó, dù không phải là đại gia hay thuộc gia đình hoàng tộc, nhưng cặp vợ chồng già, cụ ông Hồ Văn Thiết sinh năm 1939 và cụ bà Văn Thị Thuận sinh năm 1940 ở làng An Bằng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chi khoảng 4 tỷ đồng để xây ngôi mộ hoành tráng cho chính mình. Hình ảnh bài trên BBC BBC cho biết dù ở thời điểm này hai ông bà trông vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn, thế nhưng khu mộ kể trên đã được xây từ năm 2017 đến 2019. Với số tiền 4 tỷ đồng để xây mộ, hai ông bà có thể mua được một căn hộ khang trang ở Sài Gòn. Theo BBC, phần lớn kinh phí cho nơi an nghỉ cuối cùng này đến từ tiền tích lũy của hai ông bà trong hàng chục năm qua và mỗi người con trai góp thêm vào 5.000 USD. Ông bà có với nhau 8 người con trai và một người con gái, trong đó người con đầu đã 66 tuổi. BBC dẫn lời cụ thiết cho hay từ năm 1980 đến năm 1985, ba người con của ông bà vượt biên sang Mỹ. Sau đó họ lần lượt bảo lãnh cho ông bà và anh chị em qua Mỹ định cư. Tới năm 2008 thì ông bà về lại quê vì thấy buồn. Từ khi ổn định cuộc sống, con cái bắt đầu gửi tiền về Việt Nam để chu cấp cho ông Thiết và bà Thuận. Giải thích về việc bỏ nhiều tiền để xây lăng mộ, cụ Thiết nói, nếu chúng tôi mà không xây thì con cháu bên đó cũng đau đấu rằng mình không làm tròn bổn phận, làm tròn chữ hiếu. Mà giờ có mộ mã đẹp rồi thì bản thân chúng tôi cũng không phải lo lắng về nơi an nghỉ nữa. Hình ảnh khu mộ của vợ chồng cụ Thiết BBC cho rằng xây lăng mộ trước cho người còn sống hay còn gọi là sinh phần là một tập tục đã có từ xưa, từ các bậc vua chúa cho đến thường dân. Truyền thống này vẫn còn lưu giữ tại nhiều nơi ở Việt Nam. Ông Thiết nói rằng, như nhiều người ở đây, ông bà quan niệm sống cái nhà, thác cái mồ. Ông bà cũng tin rằng sống chỉ là tạm bợ, còn cái chết mới là cõi vĩnh hằng. Do đó họ xem nhà cửa khi sống chỉ cần vừa đủ, còn môn mã nơi mình an nghỉ vĩnh viễn mới cần hoành tráng vẫn theo bbc nghĩa trang an bằng nổi tiếng với biệt danh thành phố lăng mộ hay thành phố của người chết có hàng ngàn ngôi mộ đồ sộ cầu kỳ san sát nhau tạo nên một quan cảnh độc đáo thu hút sự tò mò của nhiều du khách bbc dẫn lời một người dân ở an bằng nói người dân an bằng trước kia sống bằng nghề chài lưới sau khi chiến tranh kết thúc, đời sống trở nên thiếu thốn, nghèo đói. Đến khoảng năm 1977, nhiều người đã chọn cách vượt biên. Đa số những người may mắn thì đến được Mỹ và Úc. Họ tiếp tục nghề đánh cá với các tàu nước ngoài và kiếm được nhiều tiền. Họ nghĩ rằng mình sống sót và trúng mánh là phúc phận lớn là nhờ có ông bà tổ tiên phù hộ, thế nên họ gửi tiền về quê để xây lăng tẩm. Hình ảnh một góc của nghĩa trang An Bằng dần dần hình thành hiện tượng con gà tức nhau tiếng gáy ở trong làng khi một gia đình xây một ngôi mộ hoành tráng các nhà khác có xu hướng tân trang mộ của ông bà mình để trông bề thế hơn thậm chí có trường hợp đập đi xây mới hoàn toàn dù đã bỏ hàng trăm triệu đồng để xây ngôi mộ trước đó người này cho biết bbc dẫn lời kiến trúc sư nguyễn phước bảo hoàng nói phần lớn kinh phí xây lăng mộ được chi trả cho những người thợ kép tức là những người chuyên đắp ghép sành sứ hình rồng phượng cho đền đài lăng tẩm số thợ kép lành nghề hiện nay khá ít và làm những việc như vậy cũng đòi hỏi nhiều công sức thời gian và kỹ năng ông bảo hoàng cho biết khi phục dựng các kiến trúc cung đình huế bên thi công phải mua sành sứ được vớt từ dưới đáy sông hương nhằm đảm bảo sự cổ kính mà giá của loại vật liệu đó thì vô cùng đắt một số hộ gia đình ở an bằng cũng có thể chi nhiều tiền vào vật liệu như vậy Tuy có nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống cung đình, nhưng phần lớn các ngôi mộ ở Nghĩa Trang An Bằng, theo kiến trúc sư Bảo Hoàng, được thiết kế không theo quy chuẩn cụ thể nào, mà theo ý thích cá nhân nhằm thể hiện sự hào nhoáng xa hoa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm với bản tin Chì 4 tỷ xây mộ cho chính mình, vì chết mới là cõi vĩnh hằng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất